Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lubu Live Vlogs. Và hôm nay thì Lu chỉ ở nhà thôi các bạn, đi làm về xong rồi chỉ ở nhà. Bởi vì á, cái chỗ mà tập yoga hôm nay bắt đầu người ta đã cho nghỉ rồi, cho nên là không có đi tập nữa. Xong rồi chiều về xong rồi chỉ tắm rửa, ăn cơm xong rồi đó, bây giờ là nghỉ ngơi. Thì nói chung là nghỉ kiểu này là không biết là tới khi nào mới được học lại. Đó thì đó là chỗ là trung tâm yoga ở BKMS tầng 9 ở thành phố ở ngay chỗ Thủ Dầu Một Bình Dương các bạn. Đó là cái BKMS Tower. Thì nói chung là không có đi tập, thì không biết là sau một thời gian không đi tập thì nó sẽ bị mập lên, nó sẽ bị u ly trở lại và đầu óc rất là mệt mỏi, cho nên chắc là phải ở nhà tự tập thôi các bạn. Tự tập mà ở nhà là chắc không có tập yoga mà là sẽ là tập tập gym đó, ví dụ vậy. Nhưng mà tập gym tức là những cái động tác cơ bản thôi, tại ở nhà mình tự tập mà, thì squat gì đó, rồi mấy động tác thật khởi động này kia thôi, chứ đâu có máy móc gì đâu tập các bạn. Thì nói chung cố gắng thôi, không biết có tập không nói thì nói vậy chứ không biết có tập không nữa, nhiều khi làm biến chứ không có tập luôn. Nó đó là cái nhược điểm khi mà tự tập thể dục ở nhà đó. Nói chung các bạn thì người ta đóng cửa thì nó cũng đúng, tại vì dạo này thì thấy y như là nó đang tùm lum tà la, xong rồi mọi người nhà nhà ai cũng lo sợ, chính vì vậy mà chắc ở nhà nó sẽ y như là mọi cái địa điểm mà tụ tập đông người thì người ta sẽ hạn chế hoạt động hoặc là đóng cửa trong một thời gian nào đó thôi, xong rồi nếu mà tình hình khả quan hơn thì người ta sẽ mở lại để mà tiếp tục đi tập thôi các bạn. Đó, chính vì vậy mà cảm thấy cũng hơi buồn. Nói chung là giờ không biết làm gì để như là mà nếu mà tập thể dục thì chắc phải là tập buổi sáng dậy sớm thì tập thôi, chứ bữa chiều về xong rồi ăn cơm bắt đầu leo lên giường nằm ngủ. Đó là lý do mà tập ở nhà nó không hiệu quả là vậy các bạn. Very lazy to exercise at home. No, like very lazy and like not anything, like because only do myself. So very lazy. Và nói chung là mình sẽ hy vọng là người ta sẽ khống chế được cái dịch này nhanh để mà trở lại cuộc sống bình thường đó. Ok, và bây giờ mình sẽ chào tạm biệt các bạn và mình phải đi ngủ đây. See you later and và nhớ xem những cái video tiếp theo của Lubu nha, bởi vì Lubu sẽ chia sẻ những cái video, những cái nội dung khác nhau cho các bạn có thể là cùng xem, cùng theo dõi, và mình cùng nhau chia sẻ những cái điều trong cuộc sống ha. Ok, see you later.